Rồi, xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn tải tất cả những cái game trên Steam về máy tính của chúng ta nhé. Ở đây thì đối với bạn nào chưa biết cách để cài đặt Steam thì chúng ta sẽ vào Google và sau đó chúng ta ghi là Steam. Bạn nào tải sẵn rồi thì chúng ta có thể bỏ qua bước này. Sau đó chúng ta ấn vào cái Welcome to Steam đây. Sau đó chúng ta ấn Install ở chỗ này. Sau đó thì chúng ta sẽ cài đặt ra nhé. Ở đây thì mình cũng đã cài rồi cho nên mình sẽ không có hướng dẫn bước này thêm nữa. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ tới bạn cách để mua game trên Steam nhé. Bây giờ thì giả sử mình muốn mua game GTA 5 thì chúng ta như thế nào? Các bạn sẽ điền ở đây là GTA V. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ điền ở đây là trên 18 tuổi nhé, bởi vì game này yêu cầu chúng ta trên 18 tuổi. Sau đó chúng ta ấn View Paper. Để chỗ này này, chúng ta điền cho nó đúng nhé. Sau đó chúng ta ấn View Paper. Đó, trong đây thì nó có cái mục mua này. Thì chúng ta sẽ ấn vào. Ở đây thì cái game này mình đã mua rồi thì mình không có mua được nữa. Thế nên là chỉ có thể tặng thôi. Ở đây tặng cho người khác thôi thì mình sẽ không không có vào đây. Thì bây giờ mình nói giả sử mua game khác đi. Đó thì giả sử mình muốn mua cái game khác không phải GTA 5 đi, ở đây mình hướng dẫn tất cả các loại game mà, thì chúng ta chọn đúng cái game mà chúng ta muốn mua, sau đó thì chúng ta kích vào đó, như này, sau đó chúng ta ấn vào và chúng ta ấn Add to Cart, thêm vào thẻ. Thì sau khi chúng ta ấn Add này thì nó sẽ có hai cái mục như này, chúng ta chọn đúng game nhé, là game như này, là game này. Rồi sau đó chúng ta ấn In K. Rồi sau đó chúng ta ấn Put for myself, là có nghĩa mua cho bản thân tôi ấy. Từ từ để mình hủy để cái game này đi đã. Smaller này, game này đâu, chúng ta ấn Put for myself này. Chúng ta sẽ chọn tới thẻ Visa nhé. Đó, chúng ta kích vào thẻ Visa này. Trong đây thì nó có ghi những cái thông tin ở đây, thì chúng ta muốn mua cái game này bắt buộc chúng ta cần phải có thẻ ngân hàng. Trước tiên là thẻ ngân hàng, thứ hai nữa chúng ta cần phải có thẻ Visa nhé. Thì đối với thẻ Visa ấy, thì các bạn không biết nào không biết thẻ Visa thì thẻ Visa nó như thế này. Chúng ta sẽ lên Google, các bạn sẽ điền thẻ Visa. Đó, thẻ Visa thì nó sẽ có như thế này. Nó có những cái chữ số ở đây, giờ mình sẽ phóng to này lên. Đó thì có những chữ số này này, thì chúng ta sẽ ghi này, card number là cái số này này. Đấy, cái số này. Chỗ này là một ngày hết hạn này, giả sử ngày tháng 11 năm 2024 đi, hết hạn này. Đó, thì đây là ngày tháng hết hạn này, thì đây chính là cái ngày tháng hết hạn này. 12 tháng 12 2020 là hết hạn này. Tiếp theo nữa là bốn chữ số đằng sau. Thì cái này thì đằng sau cái thẻ Visa chắc chắn nó sẽ có bốn chữ số ở đã hiện xuất hiện đằng sau. Đó thì cái bốn chữ số thì chúng ta sẽ tìm ở đằng sau cái thẻ. Thì ở đây mình chưa thấy. Đây đây. Giả sử như cái này này, đằng sau có 3 hoặc 4 chữ số này thì chúng ta điền ra đây nhé. Giả sử 456. Thì chúng ta điền 456 ra đây. Chúng ta điền cái mã thẻ vào đây. Tiếp tục tên thì chúng ta điền đúng theo cái tên ở trên cái mã thẻ là như thế nào.
cái mail của chúng ta điền đúng đúng cái mail của chúng ta nhé. Cái zip, cái mã zip này thì cái mã này chính là cái mã tỉnh thành của chúng ta. Ở đây mình nói giả sử như của các bạn Hà Nội đi thì chúng ta mã zip Hà Nội. Đấy, mã Hà Nội này là đây. Mỗi vùng có một mã khác nhau nhá. Thành phố Hồ Chí Minh là 008428 này, Hải Phòng 01234 này, 1600 là Bắc Ninh này. Đó thì chúng ta điền đúng cái mã zip của cái thẻ đó là ở đâu thì chúng ta điền đúng vào nhé. Số điện thoại liên hệ thì chúng ta cần phải ghi là 840 nhé. Bởi vì sao? Bởi vì đây là thẻ thanh toán quốc tế cho nên nó cần phải, chúng ta cần phải để cái mã vùng là 84 mới là mã vùng của Việt Nam nhé. Thì nếu như chúng ta để 03 như thế này á thì rất có thể là sẽ bị mua lỗi, bởi vì cái số điện thoại là chúng ta ghi sai này, sau đó chúng ta tích vào đây, sau đó chúng ta ấn continue, như vậy là đã thanh toán. Cái thẻ của chúng ta bắt buộc phải có trên cái số tiền mà chúng ta thanh toán của game nhé. Sau nếu như mà chúng ta không đủ thì nó sẽ không thanh toán thành công luôn. Sau khi thanh toán xong, chúng ta ấn vào mục level sang đây thì nó sẽ có những cái game mà chúng ta đã mua ở đây. Giống như mình có mua cái game GTA 5 thì mình đã mua sẵn rồi. Sau khi ấn vào cái game đó thì chúng ta chỉ ấn Install là nó sẽ tự động cài đặt ra máy tính thôi. Ok, thì nếu như chúng ta có nhu cầu mình hỗ trợ mua game thì các bạn có thể liên hệ. Mình có nhận hỗ trợ mua game với giá tiền là ghi trên đó nhé. Còn nếu như chúng ta có nhu cầu cài đặt game thì các bạn có thể liên hệ với mình. Mình có hỗ trợ cài đặt, mua game, mod game cho các bạn với có lấy tiền nhé, có lấy tiền công nhé các bạn nhé. Ok, thì video mình chia sẻ đây thôi. Nếu như chúng ta thấy hay và hữu ích thì chúng ta có thể ấn like đăng ký kênh của mình. Xin chào các bạn.